Chào đồng hồ, môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Bây giờ là 6 giờ rưỡi ngày 17 tháng 10 năm 2024, nhằm ngày rằm tháng 9. Quay qua quay lại là tới rằm tháng 9 rồi bà con. Kênh chào đồng hồ làm video toàn cảnh cái chợ rằm để cho bà con xem giá bán rau củ quả, những mặt hàng tiêu dùng ở tại chợ giá như thế nào để bà con tham khảo. Thì trước mắt mình thì bên đó họ bán khổ qua đó quý vị, khổ qua mới có 10.000 đồng ký thôi, dưa leo thì 2 ký 15.000, củ cải trắng đắt năm của bà con thì ở giá cũng thấp là 17.000 đồng một ký, tắc cũng chưa có lên, tắc cũng vẫn 10.000 đồng một ký, chanh không hạt vẫn còn ở cái giá cũng thấp, cũng là 12.000 đồng một ký, 10.000 đồng một ký. Mặt hàng bầu bí cũng vậy, bầu bí cũng dao động từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Và xin thưa với các cô chú anh chị em, đây là giá bán lẻ hôm nào mình làm cái giá sỉ thì mình ghi lên cái giá sỉ, nhưng mà có cái là cái giá bán lẻ thì nó nhiều, nó đa dạng, mặt hàng nó phong phú, còn cái giá sỉ thì nó ở một nhóm hàng nó ít. Thành ra cái video toàn cảnh thì rất là nhiều cái mặt hàng mà được thông tin đến, gửi đến cô chú anh chị em, cái người xem xem cái video này được biết. Hẹ thì 8.000 đồng một bó hẹ, vậy là nửa ký. Cái hành lọt là 20.000 đồng một ký, hành bó 15.000 đồng một ký, 13.000 đồng một ký, hành bó vậy cũng rẻ. Ớt chỉ thiên thì dao động từ 30 đến 40.000 đồng một ký, tùy theo loại xấu đẹp á. Cái đó là giá bán lẻ, còn ớt thì mình chưa thấy. Đây là bắp cải nè quý vị, bắp cải đắk nông thì 15.000 đồng một bắp, cho tới 20.000 đồng một bắp là bắp cải đắk nông, họ bán bắp vậy đó. Cải thảo là 15.000 đồng một bắp, đậu que là 20.000 đồng một ký. Và video này sẽ chi tiết rất là nhiều mặt hàng, nhiều lắm bà con ơi. Đây là cái khu vực bán thịt heo, thì ngày rằm thì cũng một số người ăn chay, thành ra là thịt heo, là gia hàng thịt heo hơi vắng, nhưng mà giờ nó ngay nó cũng sớm rồi, giờ nó cũng còn sớm lắm. Mà hàng gà ta chân vàng 57.000 đồng một ký, gà chân đen gà nồi chân đen 75.000 đồng một ký. Còn thịt heo bên đây là rẻ rồi, khỏi nói luôn, 60-65.000 ba rọi xương. Xương thì 45-40.000, rẻ lắm, da dài đây nè. Và ở đây là cuối đường số 4, nhiều khi cô chú anh chị em hỏi làm video rồi cái chỗ anh quay chỗ nào. Xin thưa với lại quý cô chú anh chị em, nếu là tới chợ đầu mối Hóc Môn thì có sẽ có cái đường nó chạy cái vành đai đường vành đai chạy vòng chợ thì là đầu đường số 4 chạy vô đây, đây là đường số 10, đầu đường số 10, đường số 4. Bây giờ này mình ra đường số 4 thì ở này là gọi là phía sau chợ. Cứ cô chú anh chị em nào đi tới cái chợ cũng có cái đường vành đai chạy vòng ở chợ đó, chạy chung quanh cái chợ đó, thì đây là nó là như cái đường vành đai vậy đấy. Thì mình tới mình tìm cái đường chạy chung quanh chợ là nó dễ lắm. Ở đây thì nó không có tên sạp nè, không có số điện thoại nè, không có địa chỉ nè, đó, nó chỉ mình dân địa phương thì mình nói thì mà hiểu liền. Còn quý cô chú anh chị em ở xa không hiểu thì có thể là mường tượng ra vậy.
thị chợ nào cũng có cái đường vành đai chạy xung quanh chợ hết á. Thì đây là cái đường vành đai của chợ Đồng Mối Hóc Môn, nó là vậy thôi. Dễ mà, dễ tìm lắm. Cha bông súng 10.000 đồng ký. Đây là gà chọi nè. Đó, gà chọi đó 75.000 á. Đây ớt Ba Chi, mặt hàng ớt Ba Chi của bà con á, 32.000 nè. Ớt Ba Chi á, ớt xiêm xanh 35.000, vậy xiêm xanh quá rẻ bà con. Cà nè, tím á, là 10.000 đồng một ký. Đây bên này đây, 40 đầy loại 40 luôn. Thịt heo á 40.000 ký, nói ngay 40.000 ký là xương đó bà con. Cũng rẻ, rẻ lắm bà con. Ở đây là dầm á, bán cá là nó không có được đó. Khoai mì, khoai mì Long An 8.000 đồng ký. Củ bình tinh, bình tinh á nhỏ nhỏ nha, 15.000 đồng ký. Củ sắn không thấy để giá, mình phải có cái giá. Đại đa số là phải có cái giá rồi mình mới dám nói giá. À, hôm nay mình hỏi măng, bên đó có măng kìa mà không để giá. À, măng bên đây, măng bên đây em làm thấy đâu? Được không? Rồi, để lại quay video cho. Măng em lành 15.000 đồng một ký. Vũ Ngọc kêu đậu que 22.000 đồng một ký. Rồi mấy cái này nãy thông tin hết rồi, giờ lại cập nhật giá thịt heo. Đây là cô Lành, em lành bán đồ vui vẻ lắm nha bà con. À, đi ra chợ kiếm tiền mà, kiếm tiền em vui vẻ lắm. Lại mua em 2.000 ớt em cũng bán, em thấy thương vậy. Chứ không nói chợ sỉ, chợ lẻ, mua ít, mua nhiều vậy. Em này bán được cái nha. Gà bét đẹp ghê không? 23.000 đồng ký. Gà bét chín thì 20.000 đồng ký. Thịt heo. Sườn non 120. Xương chặt 55, xương cổ 75, xương non 120, gốc lết chặt 80.000 đồng ký. Xương ống 58.000 đồng một ký. Bơ rọi tắm, bơ rọi để quay là 90.000 đồng ký. Bơ rọi quế 100, bơ rọi quế 90, bơ rọi dây 100, nạc đầu rồng 75.000, nạc dăm 85.000, đùi gọ 7-8 ngàn, sườn già 90.000 đồng ký. Đó giá tham khảo cho nha bà con. Tiếp cải gai 15.000 đồng ký. Bí nụ, ôi ơi, măng nè, măng của ai 10.000 đồng nè, măng á 10.000 đồng ký. Bí nụ 40.000 đồng ký. Củ sắn của ai bên kia kìa 15.000 đồng ký. Củ sắn bán lẻ 15.000. Củ sắn bán lẻ 15.000 đồng ký nha bà con. Đậu phộng tươi 35.000 đồng ký. Ớt Ba Chi chị nó đang bán 40.000 đồng ký đó. Để giá đó ràng ràng vậy. Ớt hiểm 35.000 đồng ký.
rồi ở Ba Tri lên 40, bên đây cũng 40, đằng kia cũng 40, hai ba chỗ 40.000 đồng ký, nhưng mà giá bán lẻ, giá bán lẻ thì nó sẽ cao hơn cái giá bán sỉ là 5.000. nếu mình mua mà 10 ký á thì nó nằm khoảng 35.000 đồng một ký, 10 ký là 350.000 đồng. Ở đây là chỗ Hai Hậu, Hai Hậu. Ô, gốc tư nay 59.000 luôn bà con ơi, đùi gà gốc tư 59.000, chỗ Hai Hậu cánh 66.000, cánh gà 66.000. Bỏ rau đai 10.000, rau đai hai bó 10.000, mặt sức ngàn. Hát có cái là vợ đi ra quay lại bà con ơi, quay lại chạy ra ngược nắng, mới 6:30 mà ngược nắng, ngược nắng quay video nó xấu thì bà con xem nó không được đẹp, mình ủa cái công mình quay video. Ô cá nè, cá lan 80.000. Ô nay rằm chứ không rằm, mới mua con cá này, cá này nó canh chua hả, đựng nó nổi cá leo phải không, cá leo nhiêu ký hả, 100 hả? Ô anh này bán cá lăng cá leo ngon ghê, ngay chỗ cổng số 3 nè. Ờ cá leo bà con, con đó mà nó canh chua ha, canh chua cá leo là thôi, nói với bà con miền Tây là hết lằng à. Ngon hết lằng à. Đi ra ngoài chợ trái cây thì bà con qua đường Nguyễn Thị Sáu đi, bán trái cây bán cá lồng rồng, ồ rau muống, rau muống rau muống nước á, rau muống đỏ đỏ, rau muống đỏ đỏ, trời ơi thứ đó ăn mà nó chọt bụng một cái rồi ha, rau muống nước mà anh chịu chọt bụng rồi một cái là thôi à, cả đêm à, cả đêm mệt mỏi à, chứ không phải bình thường nha bà con. Tại hôm nay chạy ra đường này á, tại vì đường này á là mình xe mình chạy được nó nhanh, chứ không ngược nắng nhưng mà nó nhanh. Ra đây á, mình chạy lên Năm Quyên, Năm Quyên rồi bán chuối làm sao, chia sẻ giá chuối. Mà mờ chút bà con thông cảm, khán giả thông cảm, tại vì đang ngược nắng đó, đường Nguyễn Thị Sáu bán vậy đó, chôm chôm mà đỏ chét luôn, 25.000 nhãn xuồng 40.000, mãn cầu na 35.000, thanh long vàng 20.000, mãn cầu na thái, trời ơi đẹp không,
45.000. Bưởi da xanh nè, bưởi da xanh 30.000 đồng một ký. Lụ tứ xiên 35.000 đồng một ký. Đặc biệt có xài thấp ca 40.000 đồng một ký. Rồi đây là đường Nguyễn Thị Sóc. Mời khán giả tới đây ghé vào giữa Nam Quyên. Nam Quyên là bán chuối. Bán chuối hồi xưa thì bán chuối mà giờ bán đủ thứ hết à. Rồi hôm nay lại quay phim thì anh bán hết nữa rồi. Rồi có 8.000 ký, còn size đẹp là nhiêu? 10.000. Đài Đài Loan. Thanh Long đó nhiêu ạ? Thanh Long 15.000, chú Sim á. Chú Sim đang nhiêu? Chú Sim đang 14 không? Hèn chi người ta hỏi quá trời. Chú Sim 14.000 đồng ký bà con. Hả? Cao Mẫn 18.000, cao lai nhiêu? Cao lai 11.000 đồng ký, chuối La Ba Đà Lạt. Ba ba Đà Lạt à, vậy là không lên không xuống nào giờ 11.000. Có chú Sim lên bà con ơi, chú Sim là 14.000. 14.000 đã lên khá nhiều á. Là cái chú Sim đó là Sim miền Tây á. Sui đen của Hậu Giang á, 14.000. Còn cái chú Sim Đà Lạt. Chú Sim Đà Lạt 12.000. Ủa đây Đà Lạt bán rẻ hơn miền Tây. Hồi đó nó mắc hơn, bây giờ rẻ hơn đó. Thị trường quyết định đưa chuyện kéo queo giống như chanh Cao Nghệ, chanh Đà Lạt á. Chanh Đà Lạt không bao giờ mắc hơn chanh không hạt, mà bây giờ này chanh Đà Lạt á, thì 30.000, chanh không hạt 12.000. Còn hồi xưa giờ chuối xứ Đà Lạt lúc nào cũng cao giá hơn cái chuối sim đen, chuối sim miền Tây của mình á. Ở đây người ta kêu bằng chuối Hậu Giang á, là chuối Hậu Giang hồi xưa là 8.000, 10.000, thì chuối Đà Lạt á là 12.000. Hôm nay chuối Đà Lạt 12.000 mà chuối sim đen 14.000. Thị trường nó vậy á, giá nó kéo ngoe vậy. Rồi đây là đường Nguyễn Thị Sóc và Nam Quyên này nè, chỗ Nam Quyên này á, thì trên đường Nguyễn Thị Sóc á, thì chút năm ở đây nè có mua. Quý cô chú anh chị em mà trồng chuối mà nhiều á là bán là ở đây họ mua luôn, nó liên hệ tới mua bán là ở đây là có mua luôn nha bà con. Đường Nguyễn Thị Sóc bữa giờ xanh 15k thì 15 đến 20.000 á, thì không mà 20 cho 15 sắp nhẹ 12.000 đó chuối. Ở đây có bán mía nè, ai hỏi mía là ở đây nè, mía đây là trăm mấy một vác á, họ bả đi đâu rồi không có, không nên không có hỏi. Hỏi mấy tiền một vác? Hôm bữa thì em bán 120 một vác. Một vác được 13 cây. Đây là đường Nguyễn Thị Sóc bà con, đây ra mình chạy ra đầu đường Nguyễn Thị Sóc.
đây là Hiệp bán thịt heo sạch, siêu sạch luôn. Heo Hiệp bán chứ bảo đảm là giấy tờ đàng hoàng. Tàu đường số 3. Hả? Sao? À, bữa nào có đơn lại hú. Có đơn đặt hàng lại kêu. Em đó bán hàng ở trong chợ sĩ á. Hết giờ trong chợ sĩ rồi mua ra vài con hai con heo vậy đó. Rồi để bán lẻ kiếm thêm. Đây là Minh nắm rơm. À, Năm kêu quay video, đang quay video, Năm đang ăn sáng. Ờ, còn cái chị này á, bán hết rồi, giờ còn có miếng vậy đó hả? Ế gì đâu, ế giờ này hết là được rồi. Nắm rơm đi, không nhiêu ạ? Hả? 1-2 hả? Nắm nắm rơm đi, một hôm này 120.000 ký nhưng mà con. Bao cứng xám nhiêu? Màu gương xám nhiêu ạ? Màu gương xám 65, màu gương trắng 30. Ờ, tôi hỏi riết rồi, ảnh này không được, ảnh chửi tôi được. Mình quyết liêu á, nắm tuyết kim châm này kia rồi, bầu nắm bầu ngư. Ngồi nữa, anh thử mình luôn. Vậy là nắm rơm đi, một hôm này 120. Bào ngư xám 65.000 đồng một ký, nấm rơm 120.000 đồng một ký. Nấm bào ngư trắng 30.000 đồng một ký. Đêm hôm này. Rồi ra đây là bảo đảm là có cuộn sắn cho bà con nè. Chắc chắn là có cuộn sắn luôn, đường này là chạy trâu cũng có cuộn sắn. Đây là khu được bán gà nhiều ha. Gà, trứng gà. Chỗ này em Thảo nè. Tắc đẹp mà 60 à, 6.000 đồng ký á. Không hạt cũng có 6.000 đồng ký luôn, có hạt 80.000 đồng ký. Tắc các bà con. Thảo mập. Rồi, mời bà con đi tiếp. Mời bà con mua hoa. Shop hoa Tân Quy. Đây là shop hoa Tân Quy. Đó, đủ các loại hoa luôn. Ảnh trong đây có bán hoa, cái dòng hoa mà ở công ty H Farm á. Hoa chất lượng cao á, đẹp. Rác á. Rác như núi đồi, chỗ nào cũng rác. Thông cảm nha bà con. Củ sáng 70.000, củ sáng nhỏ nhỏ. Còn đây, đây là 50.000 là sáng này để cho khỉ nè. Cái bà bà mua củ sáng cho khỉ, bà cái lại bà mua nữa chưa? Chưa thấy hả? Vậy mà hỏi rồi bà kêu tôi có đồ nào rẻ rẻ không? Để mua cho khỉ. Mía 2 cây 15.000, vậy là một phát đó nhiều. Một phát 12 cây nhiều. 120 luôn hả? Hả? Một phát 12 cây 120 nè. Chị này chị bán nè. Củ sắn nhỏ 5.000. Lớn chút 7.000. Đây là vua củ sắn á, đừng ấy. Củ sắn là chị này chị bán là nhiều nhất luôn. Lá giang 6.000 đồng một bó, hồi đó 5.000 đồng bó mà tiền mắc giá quá. Ngàn lý do là tại tiền mắc giá quá. Lần ngàn 6.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ly 40.000 bó, cốt sổ 15.000 đồng bó. Ôi xài quà lọc nhỏ 50 nè, xài quà lọc này á nó cỡ chừng 300 gram, không tới. Cắt chu quà lọc đây, cắt chu nè, cắt chu 20 luôn, 20 vậy chứ là 20 ta để giá vậy á là 20 có mấy trái, 20 mà nó xấu dữ lắm, không có giá 20 đâu nha bà con. Nè mát nè, mang nè, ông này bán mang là siêu ngọt luôn nha, mang là mới tinh luôn, mới bứng hồi sáng luôn, đem tới bán luôn á. Nhiêu ký, nhiêu ký? 22.000 đồng một ký mang Mạnh Tông Long Khánh hả? Gần hết rồi hả? 22.000 đồng ký Mạnh Tông Long Khánh, nhỏ đến đụng xe tôi luôn, siêu sạch luôn nha bà con. Cái cắt chu đó nhiêu ạ? Cắt chu 35.000, cắt chu 35.000 đồng ký nha bà con, hàng cao lãnh. Bán cầu 35 luôn hả? Bán cầu 35 luôn, nói giá là bói luôn đó. Sắn để sắn bên An bán nhiêu ạ? À, sáng 100.000 bọc đúng luôn á, mua mang ở đây là ngay chốc luôn. Rồi củ sáng của bà con mình hỏi giá giùm đó, 100.000 một bịch 10 ký là 10.000 đồng một ký nha bà con. Củ sáng đây, củ sáng này nè, củ sáng đẹp á, còn nãy kia nhỏ nhỏ thì không tính, đây 10.000 đồng ký nha bà con. Vậy là nay xuống à, nói hứa với bà con là đi đường này bảo đảm có củ sáng vậy chứ làm video thế nào cũng có thiếu sót, không sao đầy đủ được, người hỏi cái này người hỏi cái kia. Chứ đâu có hết được, có cây cái video toàn cảnh là giới thiệu nhiều mặt hàng vậy thôi. Dao động từ 50 tới 100.000, giá nào thấy mình cũng thấy có bán. 50.000 là loại xấu xấu, xấu nhất. Rồi là mới mà nhỏ nhỏ thì 60, 70, 80, 90, 100.000 là mát nhất. Tí tô, tí tô 15.000 đồng bó, tí tô có 15.000 đồng ký nha bà con. Bà Tri chỗ này bán đẹp ghê, 40.000 đồng. Đây là đường số 4, thì hết cái khuôn viên của chợ, đây là đường số 4.
cái đường vành đai đó, đường chạy cho xung quanh chợ, đường số 4 rẽ vào đi thẳng xuống là chợ thịt heo siêu rẻ, rất là dễ. Rồi mới lại quay phim là mấy ông đô thị ông la làng lên rồi, làm giờ không quay phim được. Bà con ta đang chạy nhốn nháo cái gì á, mình quay phim cái gì, thất bại nữa rồi. Đi tranh tranh á, khúc kia người ta chưa dọn mà mình còn quay phim chia sẻ được. Tội nghiệp bà con đó, đó giờ dọn đó, dọn đó, đó dọn vậy đó. Đó dọn đó. Mà anh này nói dọn ở đây, khúc này là chưa dọn nè. Dạ, khúc này quay video được. Cuộc sống nó vậy nha bà con. Khổ lắm. Đúng vậy đó. Mấy anh dí mà anh bắt người ta phải cái dọn. Chứ không dọn tới mấy anh bắt. Có cá thác lát á, không có xuống giá. Rau diếp cá 15.000 đồng 1 ký nè, cái lá quế 15.000 đồng 1 ký nè. Đó dọn á, giờ tới giờ. Bữa nào ra đây bán cá mở coi hả? Bữa nào ra đây anh quay bán cá cho em bữa ra không? Có nhỏ nha. Cá lóc ra nhiêu ký hả? 50.000 hả? Rồi chúc cho mua mai bán đắt. Cuộc sống mưu sinh nó vậy đó bà con. Bữa nào mình ra mình bán cá với nghe mình trải nghiệm bán cá lề đường. Mực này mà anh tươi rồi đó nha, hấp cũng ok lắm á. Dọn hả em? Mời nghe. Dạ, nay một xe hơi nặng à. Ế quá trời ế hả? Một xe hơi nặng à, chứ không phải bình thường đâu. Giờ này mà vậy còn vậy là chết. Thế bà con, kiếm đồng tiền khó khăn lắm mọi người ơi. Anh em đi tới đâu cũng rên. Rên thấy thương. Bà con ơi, xin kết thúc video. Em về em chỉnh sửa video này sẽ đuối với trái chuối luôn. Gì quá dài.
Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.